Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Hôm nay chủ nhật cuối tuần, chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc bên gia đình của mình. Và đừng quên cho Phúc xin một like cũng như đăng ký kênh và luôn luôn ủng hộ đàn gà con của ca sĩ Phi Nhung. Hôm nay đến với bản tin sáng chủ nhật, đó là thông tin về Tuyết Nhung tiếp tục có màn kết hợp với nam ca sĩ trai lạ. Và trước tiên là thông tin về show diễn của Tuyết Nhung cùng với Dách Long vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, một show diễn vô cùng thành công mà từ trước đến nay Tuyết Nhung đã nhận được, cũng như Dách Long đã rất là vui khi mà lần đầu tiên hai anh em kết hợp với nhau, đón nhận nhiều sự ủng hộ và sự yêu thương vô bờ bến của khán giả trong và ngoài nước. Một đêm nhạc mini show đêm tâm sự vô cùng thành công. Và tối ngày hôm qua thì Tuyết Nhung đã chính thức công chiếu một ca khúc mà cả Tuyết Nhung và Dách Long kết hợp hát đầu tiên, đó là ca khúc Tân Cổ Căn Nhà Màu Tím, được rất là nhiều cô chú anh chị khen ngợi vì cả hai lần đầu tiên hát tân cổ, hát cải lương nhưng đã thể hiện quá tuyệt vời, đặc biệt là hình ảnh của Tuyết Nhung và Dách Long biểu diễn với nhau trên sân khấu làm cho khán giả rất là vui với những tràng vỗ tay liên tục tán dương cho cặp đôi Tuyết Nhung và Dách Long. Vì vậy khi Tuyết Nhung tiếp tục công chiếu bài hát này trên kênh YouTube của mình Tân Cổ Căn Nhà Màu Tím thì đã nhận được rất là nhiều lượt like và bình luận trên kênh YouTube của Tuyết Nhung. Hiện tại thì bài hát này sau hơn 14 giờ công chiếu đã nhận được hơn 40.000 lượt xem và rất nhiều lời bình luận của khán giả đã chúc mừng công chúa bánh mì và hoàng tử bánh bò đã có một mini show vô cùng thành công. Lần đầu tiên con Tuyết Nhung hát vọng cổ, cô mong khán giả khắp nơi yêu thương ủng hộ Tuyết Nhung và đạt con số ấn tượng nhất nha. Chúc mừng con gái. Tuyết Nhung và Dách Long hát bài Căn Nhà Màu Tím, cô nghe nhiều lần và rất hay vì rất giống mẹ Phi Nhung. Còn Dách Long thì rất giống ba Mạnh Quỳnh. Nhìn và nghe tiếng hát của Dách Long rất giống Mạnh Quỳnh. Thành công nhất của một người nghệ sĩ là khán giả xem mình như người thân trong gia đình, là em, là cháu Nhung và Long. Được điều này, hai bạn phải trân trọng tình cảm bạn thân biểu diễn với nhau trên sân khấu. Quá tuyệt vời luôn, Căn Nhà Màu Tím được con gái Tuyết Nhung và Dách Long tái hiện lại của ba mẹ Phi Nhung Mạnh Quỳnh làm cho khán giả khắp mọi nơi dở hòa cảm xúc vì con gái Tuyết Nhung hát hay ngọt ngào, giọng giống y như mẹ Phi Nhung. Tuyệt đỉnh song ca Căn Nhà Màu Tím của cặp đôi màu tím, hai anh em Tuyết Nhung Dách Long xinh đẹp, hát hay ngọt ngào, tình cảm dễ thương, quá yêu thương nhất cặp đôi này luôn. Cô chúc mừng con, show diễn quá thành công. Và con Tuyết Nhung cùng với Dách Long, bài Căn Nhà Màu Tím quá tuyệt vời. Khán giả trong nước cũng như khán giả hải ngoại ai cũng yêu quý và ủng hộ cho con sẽ tỏa sáng trên sân khấu lớn, nhỏ trong nước cũng như khán giả ở hải ngoại. Các bầu show sẽ về mời con đi hát. Mẹ Nhung của con ở trên cao sẽ rất là vui vì con gái của mẹ đã trưởng thành.
Tuyết Nhung Giác Long trên cả tuyệt vời. Chúc mừng Tuyết Nhung Giác Long thành công xuất sắc, luôn ủng hộ, sẽ có nhiều show nữa. Sau gần 3 năm không được nghe cặp đôi huyền thoại Phi Nhung Mạnh Quỳnh hát live, ngày 9 tháng 5, một cặp trời sinh hát hay lại truyền cảm đi vào lòng người nghe. Chúc hai cháu luôn luôn thành công trên con đường nghệ thuật và là một cặp đôi được khán thính giả yêu thích nhất và sẽ được đi biểu diễn khắp mọi nơi trong nước cũng như ở nước ngoài nhé hai con. Rất là nhiều lời bình luận của khán giả tiếp tục gửi đến với cặp đôi công chúa bánh mì và hoàng tử bánh bò. Đặc biệt là hiện tại Tuyết Nhung tiếp tục thông báo sẽ kết hợp với nam ca sĩ trẻ và trai lạ. Đó là một cái chương trình sẽ được biểu diễn vào ngày 31 tháng 5 và 1 tháng 6 tại phòng trà New Rosan ở Đà Nẵng. Thì Tuyết Dung có chia sẻ trên trang cá nhân của mình để nói về sự kết hợp này cùng với nam ca sĩ trẻ mới, đó là cả nhà yêu của em tại Đà Nẵng ơi, mình hẹn hò gặp nhau đi ạ. Số điện thoại đặt mua vé phía dưới nha cả nhà. Hy vọng được gặp nhiều cô chú anh chị tại Đà Nẵng yêu thương ạ. Sự kết hợp mới lạ với em trai Quỳnh Triệu Phú ạ. Và hình ảnh của cặp đôi Tuyết Nhung và Quỳnh Triệu Phú với chủ đề Mùa Hạ Dấu Yêu sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 5 và 1 tháng 6 vào lúc 19 giờ tức 7 giờ tối tại phòng trà New Rosan, địa chỉ số 9 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại hotline để đặt mua vé 0917 950 952, gặp cô Hằng. Số điện thoại hotline để đặt mua vé 0917 950 952, gặp Miss Hằng, tức là cô Hằng, để mua vé. Quá tuyệt vời phải không cả nhà? Giờ đây thì Tuyết Nhung giọng hát đã trưởng thành. Tuyết Nhung liên tục kết hợp với nhiều nam ca sĩ và vô thành công, vô cùng thành công cùng với Giác Long, Đêm Mini, Live Show, Đêm Tâm Sự. Và tiếp theo sẽ là Quỳnh Triệu Phú, phải không cả nhà? Trước đây thì kết hợp với Trường Sang là một cặp đôi vô cùng ăn ý. Tiếp theo là Giác Long, giờ đây sẽ tiếp tục cùng với Quỳnh Triệu Phú là một em trai. Em trai này hiện nay cũng đã tham gia cái chương trình, đó là chương trình Học Viện Cải Lương. Vì vậy sẽ hứa hẹn là một sự kết hợp mới nữa của Tuyết Nhung vào ngày 31 tháng 5 cũng như 1 tháng 6 sắp tới đây tại phòng trà New Sosa. Rất là tuyệt vời, phải không cả nhà? Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.